là sứ tướng là một người anh chị rất nổi tiếng ở khắp ba miền đất nước Việt Nam. Tất cả những cái cuộc hội đàm thứ đó à gì à ba này. Bây giờ cái này. Và con kính thành tâm lên cảm nhận với em gái là thằng thằng khi sinh khi đi về trước nằm đêm nằm sống mình chó thì mấy ngày hôm nay là đi hết chắc là hết chơi ngày gì là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ha!